Clip em test cho bác đôi loa monitor audio. Đôi này đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn, thiếu đúng cái thùng xốp. Mức giá 18 triệu 900. Mời các bác. Đôi này em các bác. Khung kết này, khung gang, màng nhôm luôn. Nha, quá phê rồi, chỉ cần vậy thôi ạ. 18 triệu 900.